Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Long An tổ chức hội thảo chuyên đề tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024 với chủ đề tăng cường tiếp cận đa dạng thực phẩm, giàu dinh dưỡng để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Tại hội thảo, đại biểu được thông tin một số nội dung liên quan đến vấn đề an ninh dinh dưỡng, đảm bảo an toàn trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, chế độ ăn lành mạnh để phòng chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức người dân, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa về dinh dưỡng hợp lý và dinh dưỡng riêng biệt cho từng nhóm đối tượng. Trong tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024, từ ngày 16 đến 23 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Long An phối hợp đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hành về khuyến khích phát triển giường ăn chuồng, tổ chức bữa ăn hợp lý tại gia đình và trường học, thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống con người Việt Nam.